Nay không đi chợ được nên mua thịt chó ăn để có nhiều sức đề kháng, để có sức khỏe, để cho Covid-19 nó không xâm nhập vào cơ thể của mình. Đây là chó sầu lăn của mình vậy. Ăn cục cái no rồi, mà ăn một 2 kg này ăn mấy ngày vậy đó. Rồi xong rồi chúng ta mới đi chợ nữa. Làm nó là luộc cho sạch, luộc chín thịt xong chúng ta rửa sạch bằng nước lạnh cái khèo nó, lấy tương hột bằm nó, lấy tương hột bằm nó nhuyễn ra, ướp thịt, sau đó nước dừa đổ vô rồi chúng ta nấu cho nó sắc sắc lên thì chín mềm vừa ăn, cái đem lên chúng ta ăn. Tìm chờ tôi khán giả xem chứ ở không làm gì chứ gì với mình hoa cam này là thịt heo. Đầy xuống lắm luôn vậy. Ăn có người đem cơm tới nơi, ngủ có người canh, chỉ có đi toilet dĩa là không ai gửi đích cho mình thôi, mình tự gửi đích. Nếu khán giả nào muốn qua đây thì qua ăn chung đi vui. Đây đâu đi đâu được chứ có ngại phận không, đúng 21 ngày cũng được về, sao nghe nó 28 ngày nữa đó sao mình chắc nó đợt sau 28 ngày quá. Đây mày mua được ớt đấy, thịt heo kho bà nội cũng được ha. Chạy đây mình quay với giá xem chừng 9 phút rồi này, 9 phút vừa cạnh này lắp cái cạnh vào. Mời quý khán giả ăn nha. Hai cái này được ăn 6 ngày. Còn 15 ngàn cái gì vậy? Nhớ giỡn như con quá trời à. Bà khi qua đây mới biết tại sao mà mấy ông mà đi vụ đội đi vụ quân sự đăng ký này vậy, ăn bao giờ có dắt chứ. Ngon cũng phải ngon, đốt chết hơi trễ. Nồng thêm bà gọi.
Thì biết, cái ngon ngon thì biết nữa. Vô đây để khổ lắm dạ, nên cái dạ ở ngoài nó cứ đi đi mua đồ qua đây làm gì đó, phải khẩu trang đầy đủ, phải diệt khuẩn tay kia, mưa bận luôn à, rồi ra bận mưa nó có hàng. Còn khẩu trang mình có khẩu trang, khẩu trang có 90%. Vừa chín mấy ngon phải lên ăn cơm ra điện thoại xem nhẹ xem phim cũng nước lắm. Người dẫn đạo làm vòng giờ là mấy cơm sáng gì quay cho lấy mà mẹ em chịu nó nhiều chuyện này nên cứ chịu quay giờ chịu lắm lên shop dân cho cày mình đang quay xét mình cũng vậy cho nhỏ cho chậm chờ mình cũng nhãn mấy người dư rồi để chịu lại thiếu hàng công ty bữa nay nó cơm ít hơn buồn quá chờ con gái này chờ đủ sức